có ba cái số mà các bạn phải nhớ khi làm về RCT. Nhất là số độ giảm nguy cơ tương đối RRR. Đó là 1, giá trị 1 trừ 1 là 100% RR. Thì alo. Thì cái độ giảm nguy cơ tương đối này là một cái thông số rất là hay tính. Rồi cái thứ hai là độ giảm nguy cơ tuyệt đối, là cái nguy cơ trong nhóm không tiếp xúc, tức là không điều trị thuốc mới đó, trừ cho nguy cơ trong nhóm có tiếp xúc là nhóm điều trị thuốc mới. Thì thông thường cái IE này nó sẽ nhỏ hơn IO, thì vì thuốc mới nó sẽ từ hiệu quả ngang với hoặc là hiệu quả hơn thuốc cũ. Đa số này luôn dương, thường là dương. Còn nếu nó nhỏ hơn không á, thì tức là cái hiệu quả nó không có đó. Thì lúc đó mấy bạn phải chú ý để mà phát hiện, chứ không thôi là cứ nghĩ lúc nào cũng dương hết thì cũng không được. Rồi và thứ ba là nghịch đảo của RRR, ARR. Thì nó sẽ là number needed to treat, tức là số người cần được điều trị, số người tối thiểu cần được điều trị đó. Thì nói lý thuyết thì nó hơi khó hiểu, nhưng mà vào thực tế như thế này. Bây giờ mình có một ví dụ về cái tiền sản giật và uống vitamin E và C. Thì nhóm chứng là nhóm không có sử dụng vitamin, nhóm can thiệp là có vitamin. Thì mình có số ca có vitamin uống vitamin 141 ca, không uống vitamin nhóm đối chứng là 142 ca. À rồi, thì có 11 ca là sẽ là có bị, không phải là sẽ là, tức là phát hiện là có tiền sản giật trong nhóm có can thiệp, và 24 ca trong nhóm đối chứng. Thì vậy mình có cái nguy cơ tiền sản giật trong nhóm can thiệp đúng không, là lấy 11 chia cho tổng số, nguy cơ tiền sản giật trong nhóm đối chứng lấy 24 chia cho tổng số 142. Thì vậy mình sẽ có nguy cơ trong nhóm can thiệp đây, nguy cơ trong nhóm đối chứng đây, và nguy cơ tương đối RR thì nó cũng giống như bài đoàn hệ thôi, giống rất giống bài đoàn hệ ha. Là IE chia cho IO, là số nhỏ chia số lớn nè, cái nguy cơ trong nhóm can thiệp chia nhóm đối chứng nha. Lưu ý đọc cho kỹ đề nha, nhiều khi thầy muốn hỏi nguy cơ tương đối trong nhóm sử dụng thuốc A so thuốc B, nhưng mà mấy bạn lại chia nhầm thuốc B chia thuốc A là coi chừng tính ngược á, nó ra trị số nó đối lập á, thì nó sẽ bị sai đó. Rồi nhớ lưu ý đọc đề bài cho kỹ để đọc cho kỹ trong câu hỏi là người ta hỏi là bị tiền sản giật trong nhóm can thiệp so với nhóm đối chứng, hay là nhóm thuốc A thuốc B, hay là thuốc B như so với thuốc A. Can thiệp đối chứng thì nó dễ rồi. Rồi thì nguy cơ tương đối tính được nó giống như trong cái bài đoàn hệ, thì nó cũng là chia tỷ lệ xuống thì ra 0.46 ha, với những con số nãy giờ mình có. Thì nguy cơ tương đối nó sẽ là 1 trừ RR, 1 tức là 100% đó. 0.46 này là 46% đó, thì ra 0.54 mình có thể quy đổi ra là 54%. Rồi thì phát biểu, thì mình phải lưu ý là phát biểu đối với nguy cơ tương đối nó luôn luôn là phải so với một cái nhóm gì ha. Nó giảm nguy cơ, tại 54 là nhỏ hơn 1 mà, như vậy thì nguy cơ tiền sản giật sẽ giảm được là 54%, giảm được 54%, nhưng mà phải có so với nhóm không cung cấp, tức là so nhóm đối chứng đó. Và độ giảm nguy cơ tương đối mới bắt buộc các bạn phải bắt phát biểu đúng được hai ý. Cái nhất là cái số đó tức nghĩa là giảm được bao nhiêu so với RRR, rồi và so với nhóm gì, hai ý đó phải đầy đủ. Rồi độ giảm nguy cơ tuyệt đối thì lấy hai cái nguy cơ trong từng nhóm trừ lẫn nhau, số lớn cái số trong nhóm không tiếp xúc trừ trong nhóm đối chứng trừ nhóm điều trị đó, ra 0.091 tức là 9.1%. Thì điều đó có nghĩa là diễn giải là uống vitamin E và C thực sự chỉ giảm được có 9.1% nguy cơ tiền sản giật trong thực tế thôi. Nên nhớ là riêng cái phần của E và C nó giảm được có 9.1% thôi, nó còn những vấn đề khác của tiền sản giật nữa, đúng không? Rồi, và phần trăm nguy cơ quy trách á, thì là cái này là một cái khái niệm hiểu ARR chia cho IO. Nó cũng giống như là cái PAR đó, nó gọi là PAR phần trăm nguy cơ quy trách đó, là tổng cộng bao nhiêu phần trăm của cái độ giảm nguy cơ tuyệt đối so với tổng nguy cơ trong nhóm ban đầu. Thì cái này gần như là nó tương đương, mấy bạn có thể tính ra không, nó cũng là 54%, nó cũng là 0.54 là tương đương với 54% đó. Rồi thì nghịch đảo của ARR là number needed to treat. Chỗ này chỉ nhắc các bạn lại một điều thôi, đừng có quên là cái nghịch đảo này á, nó luôn làm tròn lên ha. Giả dụ như chỗ này của tôi là 0.09 thì dẫn ra làm tròn lên là 11 ha.
thì phát biểu thì dễ, khi bạn làm tròn lên rồi á, thì bạn sẽ phát biểu là cần phải nhận phải điều trị 11 sản phụ với vitamin E và C để ngăn ngừa một trường hợp tiền sản giật. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn cứ phải điều trị 11 người mới có một người không bị bệnh, hết bệnh. Mà cái này là phản ánh số thống kê thôi. Người ta dùng cái NNT để phản ánh số thống kê, NNT càng lớn thì hiệu quả điều trị của thuốc đó nó càng gì? Càng nhỏ. Ha. Và NNT càng nhỏ thì hiệu quả nó càng lớn. Nên nhớ trong giai đoạn đầu khi mới phát hiện những thuốc mới điều trị giống như thuốc mới kháng sinh, thuốc mới của những cái nhóm thuốc điều trị mỡ máu này kia đó thì NNT nó thể nó rất là nó tương đối là nhỏ. Nhưng mà bây giờ thời đại bây giờ mà NNT 11 là rất lớn nha. Tức là số đó là giá trị rất là cao đó nha. Và NNT bây giờ giá trị nhỏ là khoảng bốn mấy năm mấy lần ha. Tức là NNT càng số càng lớn thì cái tức là hiệu quả điều trị của thuốc càng nhỏ, hiểu không? Rồi. Rồi mấy khái niệm nâng cao này thực ra chỉ cho mấy bạn biết thôi, cái phần chính của phần tính toán là nãy giờ điểm qua ha, đừng có lẫn lộn giữa ba thông số ARR, RRR và NNT nha. Rồi còn về phần lý thuyết, mấy bạn cần điểm qua cái gì? Mấy bạn cần phải biết những cái tiền đề của cái tiền đề của phân chia ngẫu nhiên, những cái yêu cầu á, tức là khi tiến hành RCT thì phải mình nó phải làm nghiên cứu cho chính mình và làm nghiên cứu vì bệnh nhân, vì bệnh nhân và vì bệnh nhân nên mấy bạn phải có những cái điều kiện trước khi bệnh nhân gặp mình á, và mấy bạn phải hoàn chỉnh. Thì những phần đó mấy bạn về lưu ý đọc những cái phần trong slide là được rồi. Bệnh nhân tức là phải có quyền tiếp cận bác sĩ để được điều trị, cái chính là để bệnh nhân điều trị chứ không phải là để bệnh nhân tham gia nghiên cứu. Thành ra sau này các bạn có làm nghiên cứu, các bạn cũng phải nhớ là mình làm nghiên cứu cũng phải nhằm đến mục đích điều trị bệnh nhân chứ không phải là vì mục đích để mình có nghiên cứu mình báo cáo, đúng không? À, không phải vì chuyện mình có nghiên cứu mà mình làm cho chuyện điều trị người ta bị trễ, nhất là những cái trường hợp mà bệnh nhân bị phân vào nhóm gọi là placebo đó thì càng không được để xảy ra chuyện đó ha. Rồi điều kiện bệnh nhân nó phải phù hợp tiêu chuẩn ha. Rồi bệnh nhân khi mà làm RCT thì bác sĩ lâm sàng là người giúp mình nên đã phải hoàn toàn đồng ý, chứ nếu để bác sĩ lâm sàng mà người ta không đồng ý thì mình cũng không thể nào mà thực hiện được cái RCT đâu. Rồi cái chỗ này rất nhiều bạn sẽ quên, khi mà bệnh nhân được thông báo vào RCT đó, người ta phải là chủ động chấp nhận tình nguyện tham gia và mình phải chia sẻ cho bệnh nhân biết tất cả những mục đích nghiên cứu là gì, cách thực hiện nghiên cứu cụ thể là ra làm sao, cách thực hiện. Đừng có nghĩ là bệnh nhân không hiểu, bệnh nhân có rất nhiều người, nhiều khi lại chính là những thầy cô giáo các bạn ngày xưa trường y luôn đó. Và sau này có những thuốc mới, ví dụ như thuốc điều trị ung thư chẳng hạn, trong thời gian tới chắc chắn sẽ có thuốc điều trị ung thư và người ta cần cái thử nghiệm lâm sàng tại Việt Nam chẳng hạn, thì biết đâu mấy bạn sau này ra trường mấy bạn là chính là người cho prescription đó để điều trị cho các thầy cô, và mấy bạn phải cho biết là lợi ích của thuốc đó là gì và nguy cơ thuốc đó là gì luôn, đầy đủ luôn. À, và đương nhiên người tham dự phải ký văn bản là đồng ý tham gia nghiên cứu đó. Rồi đã đồng ý tham gia rồi thì phải ẩn danh bệnh nhân, cái này gọi là de-identification, gán cho bệnh nhân mỗi một bệnh nhân một cái mã số. Quá trình ẩn danh này là bắt buộc trong nghiên cứu để tránh cho những cái trường hợp lộ thông tin bệnh nhân và tránh cho bệnh nhân biết gọi là mình thuộc nhóm nghiên cứu nào. Rồi sau đó là tiến hành phân nhóm ngẫu nhiên dựa trên danh sách mã số trên. À. Ở giai đoạn đầu thông tin nền cơ bản về tuổi, về giới phải được thu thập luôn ha. Khi mà phân chia ngẫu nhiên, chuẩn bị phân chia ngẫu nhiên đó là bạn phải thu thập luôn cái thông tin nền, rồi sau đó thì tiến hành can thiệp ngay, tức là tiến hành cho thuốc ngay. Thì cái chỗ chữ ngay này á, nếu mà trường hợp mà những cái thử nghiệm mà hoặc là những can thiệp cấp cứu á, thì phải dưới 3 tiếng. Những can thiệp mà gọi là bán cấp cứu thôi đó, tức là cấp cứu nhưng mà không đến mức quá nguy cấp, quá quá nguy hiểm á, thì có thể delay trong 24 giờ đầu nhưng cũng không được quá 36 tiếng ha. Và những cái can thiệp nhẹ nhàng thì cũng không được quá 24, có 48 giờ 2 ngày. Rồi. Rồi, về cái nghiên cứu can thiệp ngẫu nhiên thì bắt buộc mấy bạn phải biết về các phân chia ngẫu nhiên. Phân chia ngẫu nhiên cái đơn giản nhất là phân chia ngẫu nhiên đơn giản, tức là dùng những biện pháp
rất là dễ, ví dụ bấm máy tính hoặc là dùng mã số ngẫu nhiên hoặc là tung xúc xắc để phân cho bệnh nhân mã số này vào nhóm này, mã số hay là vào nhóm kia. Tuy nhiên cái dở phân chia ngẫu nhiên đơn giản á là không có cách nào, giả dụ như bạn phân chẵn lẻ đi, bạn tung đồng xu lên hoặc là bạn tung xúc xắc lên á, thì không có cách nào mà biết chắc là số lần nó ra số lẻ bằng số lần nó ra số chẵn, thì nó sẽ dẫn đến trường hợp là nhiều khi nhất là những cái mẫu nhỏ đó, nhiều khi chênh lệch giữa nhóm 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 chẵn với nhóm lẻ nó chênh lệch nhiều hơn, nó phải 50-50 nó lệch ra. À, không tin thì bạn cứ thử tung đồng xu lên coi, đồng xu có hai mặt ha, nhưng mà không phải lúc nào cũng ra, bạn tung 10 lần đâu phải lúc nào cũng ra là 5 lần số mặt sắp, 5 lần mặt ngửa à, mà nhiều khi nó lại ra 3 lần mặt sắp, 7 lần mặt ngửa. Thì vậy nếu bạn phân chia vậy, bạn sẽ có 3 người trong nhóm đối chứng và 7 người trong nhóm điều trị, nó lệch mẫu tới gấp đôi lận. Đúng không? Thành ra người ta nói phân chia cũng như đơn giản, rất là đơn giản dễ hiểu, nhưng thực hiện nó thì không khả thi, nên người ta mới sẽ phân chia ngẫu nhiên theo block. Phân chia ngẫu nhiên theo block tức là mình lấy những nhóm bệnh nhân bằng nhau, lấy những nhóm bệnh nhân bằng nhau vào trong nghiên cứu mà cùng một lúc, và từ đó mình chia đôi cái block đó ra và nhóm can thiệp và nhóm đối chứng, thì như vậy mình luôn luôn đạt cái số lượng cá thể bằng nhau trong mỗi nhóm can thiệp và đối chứng. À, và cái block này thì nó hay có khái niệm là hoán vị các bệnh nhân. Giả dụ như một block 4 bệnh nhân vào nhận vào nghiên cứu cùng một lúc, à, thì mình sẽ có hai nhóm, hai bệnh nhân nhóm can thiệp và hai đối chứng A, B, B, thì khả năng hoán vị á, nó sẽ ra một trong sáu khả năng này. À, thì người ta cứ căn theo đó để người ta phân phân chia thứ bốn bệnh nhân đó, nó được phân chia bốc thăm lấy mã số 2 chẳng hạn thì sẽ phân chia cách này, bốc thăm lấy mã số 4 thì phân chia theo cách này, và bốc thăm lấy mã số, giả dụ số 1 thì lấy theo cách đầu tiên, bốc thăm lấy mã số 6 là cách cuối cùng đó. Thì các kiểu block này sẽ cho các lượt bệnh nhân vào nhóm đối chứng hoặc nhóm can thiệp không biết trước, không biết trước. Rồi trong thực tế thì phân chia ngẫu nhiên theo block á, thì thường người ta không có dùng 4 đâu, 4 người ta đoán là được, người ta dùng block lớn, số lớn, ví dụ 6 block bằng 6, block bằng 8, block bằng 10, block bằng 12. Thì khi block từ dưới nhỏ bằng 8 thì gọi là nhóm nhỏ, và từ trên 8, số chẵn trên 8 ví dụ 10, 12, 14 thì block là số lớn. Và thậm chí là nếu mà cần thì người ta có thể kết hợp block khác số nhau, lúc thì dùng block 8, lúc thì dùng block 10, lúc dùng block 12. Giả dụ như trong ví dụ này chẳng hạn, nghiên cứu cần 200 đối tượng thì có thể dùng 10 block 4 cho 40 bệnh nhân và 20 block 8 cho 160 bệnh nhân còn lại, là người ta sẽ không đoán được là những bệnh nhân á, sẽ không đoán được là người ta sẽ vào nhóm gì. Tuy nhiên cái block nó cũng có một cái điểm giới hạn. Giả dụ ha, điểm giới hạn cái block á bạn lại nhận lần 4 bệnh nhân, hai nam hai nữ đều luôn, nhưng nó vẫn có khả năng xảy ra hai nam vào trong một nhóm và hai nữ vào trong một nhóm còn lại, và cuối cùng nó dẫn đến nhóm can thiệp, nhóm đối chứng nó bị lệch về giới tính, hoặc nó bị lệch về tuổi, hoặc nó bị lệch về tính chất bệnh lý ha. Và như vậy thì cuối cùng người ta phải nghĩ đến một cách tốt hơn, đó là thêm một cách nữa là phân chia ngẫu nhiên theo từng lớp tính chất. À, và từng lớp tính chất nghĩa là gì? Nghĩa là giả dụ như bệnh nhân bạn muốn phân chia cho cân bằng về tuổi, về giới, về tình trạng nặng nhẹ bệnh nhân, thì bạn chia cái mẫu ban đầu á, cái mẫu regroup ban đầu vô trong cái vô trong cái, tức là mình có danh sách bệnh nhân, cái chỗ chia trước này nè, thì bắt buộc nhiều khi phải có danh sách bệnh nhân trước, còn không á là nó phải đồng đều với danh sách bệnh nhân, và mình phải định trước cái biến phân chia là biến nào ha. Tức là mình giả dụ như mình chia theo giới nè, theo tuổi nè, theo tiên lượng nặng nhẹ nè, thì ba tính chất quan trọng này, mỗi tính chất là hai hai nhóm lớn nhóm nhỏ, hai nhóm lớn, hai hai nhóm riêng biệt đó, thì như vậy mình có ít nhất là 8 lớp tính chất. À, ví dụ như nam lớn tuổi tiên lượng nặng, nam lớn tuổi tiên lượng nhẹ, nữ lớn tuổi tiên lượng nặng, nữ lớn tuổi tiên lượng nhẹ vậy đó, rồi nữ trẻ tuổi tiên lượng nặng, nữ trẻ tuổi tiên lượng nhẹ, rồi thì cứ 8 lớp tính chất vậy đó. Thì trong từng lớp tính chất vậy đó, bạn phải chia bệnh nhân trước ha, để bệnh nhân trong từng lớp vậy đó, rồi mới tiến hành chia ngẫu nhiên theo block trong từng lớp. Và như vậy thì cái cách đó trong thực tế là bạn sẽ chia đều vừa số lượng, tức là phân chia theo block là phân chia theo số lượng, và chất lượng của nhóm bệnh nhân, tức là phân chia ngẫu nhiên theo lớp tính chất đó, thì như vậy nó mới bảo đảm là chuyện can thiệp, nó chuyện phân chia nó đồng đều. Rồi một chuyện thứ hai trong cái can thiệp ngẫu nhiên trong RCT là phải theo dõi và đánh giá được tuân thủ điều trị.
đánh giá tuân thủ điều trị thì có thể nhiều cách khác nhau, nhưng mà nhiều cách khác nhau, nhưng mà thông thường người ta sẽ coi cách mà bệnh nhân uống thuốc, đối với sử dụng thuốc hoặc là bệnh nhân gọi là tuân thủ những cái biện pháp sau điều trị chẳng hạn, hoặc là bệnh nhân thực hiện đúng với điều trị nếu nó và điều trị uống thuốc. Ví dụ như bệnh nhân phải cái can thiệp đó là ở cái can thiệp cộng đồng thì bệnh nhân phải tập thể dục, thì bệnh nhân rõ ràng phải tập thể dục đầy đủ, thì không tuân thủ điều trị nó sẽ làm giảm cái power mà thống kê nghiên cứu. Vì sao? Bây giờ bạn có liệu trình của bạn là uống thuốc điều trị gì đó, điều trị chống điều trị dứt điểm HP, bạn muốn so sánh hai thuốc kháng sinh, một thuốc mới một thuốc cũ, thì nếu như cái điều trị HP bạn biết là điều trị cả tháng lận, điều trị cả tháng lận, nếu như người bệnh uống không liên tục thì rõ ràng tổng thời gian điều trị, tổng liều đạt được sau đợt điều trị của bệnh nhân nó bị giảm đi, và như vậy nó giống như là chỉ còn có không phải là một bệnh nhân hoàn chỉnh điều chỉnh hoàn chỉnh cái liệu trình, mà chỉ còn là 0,8 bệnh nhân hoặc 0,6 bệnh nhân hoàn chỉnh cái liệu trình đó. Thì như vậy tổng lại tích lũy lại thì số ca trong cái nhóm mà điều trị nó nhiều khi nó 0,8, 0,6, 0,4, 0,5, thì thay vì là 1, 2, 3, 4, 5 thì nó chỉ còn kiểu từng 0 phẩy mấy gì đó, thì cộng lại nó còn 2 hoặc 3 thôi, thì rõ ràng nó bị mất bệnh nhân, và nó làm cho cái độ mạnh của bệnh nhân giống như là mình lấy mẫu bị kém đi vậy đó, nó làm giảm độ mạnh, giảm cái power. Và bệnh nhân không tuân thủ điều trị thì không nên đổ thừa hết cho bệnh nhân, mà phải kiểm tra kỹ là coi mình dặn dò bệnh nhân có đầy đủ hay không. Cái thuốc điều trị bệnh nhân á nó có khó theo dõi không, nó khó uống không, ví dụ như yêu cầu thuốc là phải uống trong thời gian ăn ngay sau ăn 2 tiếng hoặc là ngay trước ăn 30 phút mới được uống, uống xong là phải ăn liền, hoặc là thuốc đó phải uống cách 2 giờ à, ban ngày là cứ cách 2 giờ phải uống 1 lần, 2 giờ phải uống 1 lần đó, thì như vậy có thể người ta khó tuân thủ, hoặc là tác dụng phụ thuốc rất là nhiều, ví dụ như là uống thuốc xong người ta nhức đầu chóng mặt, hoặc là uống thuốc xong thì bị gọi là bị gì đó buồn nôn, nôn khó chịu không làm việc được, hoặc là uống thuốc xong rồi cảm thấy là bị dị ứng, không dị ứng coi như không tính đi, khoan đi, khoan tính dị ứng, hoặc là uống thuốc xong người ta cảm thấy giống như là cái sợ nhất là ngày ngật đó, cái ngày ngật mà hoặc là cái khó chịu mà không lao động được, buồn ngủ chẳng hạn, không lái xe được, thì vì cái công ăn việc làm người ta không thể nào mà uống thuốc cho đủ được, cho đúng liều được, mà người ta có thể là uống một cách hơi dối chút xíu, ví dụ người ta đợi tới tối người ta mới uống, rồi có thể người ta uống vậy người ta tuân thủ không có đủ ha. Rồi và cái tuân thủ điều trị này phải được mô tả rõ, được mô tả đánh giá rõ ha. Rồi đánh giá rõ ràng theo tiêu chí đàng hoàng á trong cái báo cáo kết quả nghiên cứu cuối cùng. Rồi thì cái ý đầu tiên là ý randomization, ý thứ hai là cái ý tuân thủ điều trị, và ý thứ ba là chỗ phương pháp làm mù. Phương pháp làm mù đối với RCT thì mình có biết, mình coi như là ở cấp đại học mình học bốn cái này thôi, bao gồm là không mù, không phải can thiệp nào cũng làm mù được nha mấy bạn. Ví dụ đơn giản thôi, can thiệp mổ nội soi so sánh hiệu quả điều trị giữa nội soi ruột thừa với mổ mở ruột thừa đi đó, thì cái RCT rõ ràng là không thể làm mù bệnh nhân được, bởi vì bệnh nhân nhìn vô vết mổ là có thể biết được mình mổ kiểu gì, và người theo dõi cũng vậy, và đương nhiên là bác sĩ điều trị cũng biết là bệnh nhân mổ kiểu gì ha, ổng là người thực hiện mổ mà. Rồi những nghiên cứu cộng đồng á, mà can thiệp ngoài cộng đồng á, thường cũng rơi vào cái open RCT, chứ không có dễ gì mà làm được cái RCT trong cộng đồng. Ví dụ như bạn nói bạn can thiệp cộng đồng bằng cách giáo dục sức khỏe cho nhóm trẻ vị thành niên chẳng hạn đi, giáo dục sức khỏe thì một bên bạn so sánh là có bắt tụi nó chạy thể dục rồi tập thể dục động tác mỗi một ngày, ngay giờ nó chơi thêm 20 phút, một nhóm nữa là chỉ kêu tụi nó chỉ ra lời khuyên thôi, thì vậy nó biết rồi. Cái khác biệt nó là một bên là bắt đi tập thể dục, còn một bên là chỉ đọc những cái khuyến cáo thôi, thì nó cũng sẽ rất là học sinh người ta cũng có thể biết được đây là hai sự khác biệt, hai nhóm, nhóm mà chạy nhóm cũng chỉ có nói là làm sao mà làm mù bệnh nhân được. Rồi cao hơn cái đối với trường hợp mà làm mù được á, thì mình có cái mù đôi, mù đơn, tức là chỉ có bệnh nhân không biết mình thuộc nhóm điều trị hay nhóm đối chứng thôi, rồi mù đôi là bác sĩ điều trị thì cũng không biết luôn, và cả bệnh nhân cũng không biết luôn, thành ra cái này nó hạn chế được rất là nhiều cái gọi là chủ quan bias của bệnh nhân nghĩ. Bạn chỉ cần nghĩ mình nhận được thuốc điều trị tốt là mình có cảm thấy hết bệnh nè,
trong khi là cái đó là một cái hiệu ứng gọi là một cái hiệu ứng chủ quan đó rồi. Và cao hơn cái double blind, là cái cũng đã gọi là điểm chuẩn của RCT rồi đó. Thì cao double blind thì có triple blind, RCT, tức là ngoài bác sĩ điều trị, ngoài bệnh nhân, cái người mà nghiên cứu viên á, người thực hiện đánh giá kết quả điều trị á, cũng không biết luôn, không biết bệnh nhân đó thuộc nhóm can thiệp nhóm đối chứng luôn. Rồi bạn nên nhớ, cho dù là cái kiểu RCT nào, single blind, double blind hay triple blind, thì trong nghiên cứu cũng luôn có người phải biết bệnh nhân đó thuộc nhóm gì. Cái người đó là gọi là người giữ thông tin, khi giữ thông tin quan trọng của nghiên cứu đó, là thường người đó sẽ là thư ký, hành chánh, thư ký hoặc là thư ký khẩn cấp của nghiên cứu, hoặc là người giữ quy trình khẩn cấp, giải mã khẩn cấp, để làm chi, để khi mà lỡ bệnh nhân có phản ứng bất lợi hoặc là phản ứng nặng nguy hiểm đó trong nhóm đó, thì biết là người ta đang điều trị cái gì để mà có cái sự xử lý phù hợp. À, ví dụ như người ta đang uống, một bên là so sánh cái aspirin, một bên là so sánh cái placebo, thì lại bị vô tình trạng xuất huyết hoặc là vô tình trạng sốc chẳng hạn, thì phải biết là đang uống gì để mà đánh giá nguy cơ tại sao lại xảy ra tình trạng đó, và để điều trị cho nó phù hợp. Rồi rồi về phần lý thuyết thì ngoài ba phần randomization, rồi phần tuân thủ điều trị và phần blinding, phần làm mù á, thì không còn gì khác hơn đó. Rồi còn về những vấn đề nào mấy bạn có muốn hỏi, những vấn đề nào khác không? Vấn đề nâng cao thì mấy bạn tìm hiểu cho biết thôi, chỗ vấn đề nâng cao thì có cái chỗ này mấy bạn, thật ra mấy bạn nên đọc để mà hiểu. Tức là thực ra làm nghiên cứu với thực tế là mình thực hiện nghiên cứu để mình đưa ra kết luận, và kết luận đó có thể đúng trong thực tế hoặc là sai trong thực tế ha. Ví dụ như mà trong kết luận của nghiên cứu thì kết luận nó có thể hai dạng, một kết luận là có hiệu quả và kết luận hai là không có hiệu quả, không có khác biệt ha. Không có khác biệt giữa hai nhóm điều trị, tức là không có hiệu quả đó, có khác biệt là có hiệu quả chẳng hạn đi. Thì cái có, cái không khác biệt trong nghiên cứu nó có thể không trùng với cái thực tế, là hoặc là trùng với thực tế. Trùng thực tế nếu không khác biệt mà trong thực tế nó cũng không khác biệt thì gọi là mình thực hiện nghiên cứu đúng. Và nếu như có khác biệt mà mình trong thực tế cũng có khác biệt luôn đó, thì gọi là cũng trùng với thực tế luôn, thì cũng là gọi là nhận định nghiên cứu đúng. Và ngược lại, nếu như là cái trong nghiên cứu mình đó là không có sự khác biệt giữa hai nhóm điều trị, tức là thuốc không có hiệu quả đó, và trong thực tế thuốc có hiệu quả, thì cái này gọi là một sai lầm, và sai lầm này là sai lầm loại hai. Tức là mình đưa ra khuyến cáo kết quả nghiên cứu mình là không hiệu quả, trong khi thực tế nó có hiệu quả. Thì vậy mấy bạn suy nghĩ nè, chỗ này để mấy bạn nhớ, thuốc không hiệu quả trong nghiên cứu mình không khuyến cáo, thì vậy trước khi nghiên cứu thuốc này nó vẫn không ai biết là nó có hiệu quả hay không hiệu quả. À, và mình nghiên cứu mình cũng không thấy là có hiệu quả, mặc dù nó sai nha, nhưng nó sẽ không đưa đến những cái khuyến cáo là phải sử dụng thuốc, không đưa đến những khuyến cáo phải sử dụng thuốc. Và do vậy cái thuốc đó nó vẫn giống như trước khi quá trình mình thực hiện nghiên cứu, nó vẫn là một cái dấu chấm hỏi. À, và cái dấu chấm hỏi đó có thể được study lại, được thực hiện lại. Rồi, tuy nhiên đối với cái sai lầm loại 1, tức là thuốc hiệu quả, có thuốc điều trị đó nó có hiệu quả và mình kết luận là có hiệu quả nhưng trong thực tế nó không hiệu quả, tức là chỗ này mình kết luận sai nè, chỗ này mình kết luận sai nè. Cái kết luận sai của nghiên cứu thì nó dẫn đến gì? Nó dẫn đến khuyến cáo từ cái thuốc không hiệu quả này mình cho bệnh nhân uống, nhưng trong khi hoàn toàn nó không có hiệu quả gì cả. Tại vì kết quả nghiên cứu là chỉ là ngẫu nhiên thôi, nó có thôi, và nó không có hiệu quả gì cả, thì rõ ràng bệnh nhân phải uống thêm một thuốc bất lợi, uống thêm một thuốc bất lợi. Và thuốc thì nó có tác dụng phụ, hiệu quả thì nó không có đó, tác dụng phụ chắc chắn nó có, và chỗ này rất nguy hiểm. Và do đó cái chuyện sai lầm loại một nè là người ta phải cố gắng, người ta hạn chế tối đa, hạn chế 0,05 luôn đó, tức là chỉ có 5% thôi thì người ta mới chấp nhận, còn cao 5% là người ta không chấp nhận ha. Trong khi cái sai lầm beta người ta sẵn sàng chấp nhận ở mốc là 20%, 20% mốc đó. Tại sao mốc cao hơn? Mốc cao hơn thì đương nhiên cỡ mẫu nó ít hơn, còn nếu hai cái ông đều mốc nhỏ thì cỡ mẫu rất là lớn, thực hiện không được ha. Và cái correct decision á, cái một trừ beta chỗ này là correct decision, đây cũng như đây là correct decision đó. Rồi rồi hiểu không? Rồi còn mấy phần khác thì mấy bạn ai có thắc mắc gì nữa thì hỏi, còn không thôi thì
gọi là nếu không không có gì nữa thì thôi mình có thể nghỉ cuối tuần. Rồi, chúc mấy bạn cuối tuần vui vẻ. Có hỏi gì không? Rồi thôi về nhà học bài. Thầy gửi bài cho bên chỗ giáo vụ á, lớp trưởng liên hệ với giáo vụ để với bộ môn á để mà lấy bài. Chỗ này giờ nó không có chỗ để send bài, gửi bài lên mới ghê chứ. Và cũng rồi nó không có hỏi gì nữa thì thôi, chúc mấy bạn nghỉ cuối tuần vui vẻ. Dạ em chào thầy ạ. Không hỏi gì hết luôn. Rồi ok. Rồi bye bye. Bye bye, chúc cuối tuần vui vẻ. Dạ em chào thầy ạ.